Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2025, là cơ sở quan trọng cho thấy sự đồng thuận cao để toàn Đảng bộ tập trung các nguồn lực phát triển, mở rộng không gian đô thị, tạo đà phát triển mới. Ngay sau khi nghị quyết được thông qua, Bắc Giang đã tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện, sẵn sàng cho công tác sáp nhập địa giới hành chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Đây là nội dung được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Chuyện trong tuần hôm nay. Ngay sau khi nghị quyết số 1191 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 quyết nghị về việc sắp xếp thành phố Bắc Giang, huyện Yên Dũng và các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc được thông qua, Thành ủy Bắc Giang và Huyện ủy Yên Dũng có buổi làm việc bàn về kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện nghị quyết số 1191 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính huyện Yên Dũng vào thành phố Bắc Giang. Ngay sau hội nghị này, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành các kế hoạch tổ chức thực hiện, triển khai quán triệt tới người đứng đầu các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị, các phường xã với phương châm chỉ đạo rõ người, rõ việc, rõ thời gian. Trong kế hoạch thì chúng tôi đã cụ thể hóa các công việc, từ công việc phối hợp với các sở ban ngành để chuẩn bị thành lập kiện toàn các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể. Thế rồi đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cái mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ đại hội 2020-2025. Đồng thời đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền về cái ý nghĩa của nghị quyết 1191 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xác định rõ những cái yêu cầu đặt ra đối với toàn thể cán bộ đảng viên, từ người đứng đầu cấp ủy chính quyền từ thành phố cho tới cơ sở, tới đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Sau khi sáp nhập, thành phố Bắc Giang có diện tích tự nhiên là 258,29 km², tăng gấp 4 lần so với hiện nay. Quy mô dân số là 371.151 người. Đây là cơ sở, động lực quan trọng để thành phố Bắc Giang khai thác thế mạnh, tiềm năng, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, xây dựng đô thị mang đặc trưng xanh, thông minh. Với nhiệm vụ cụ thể rõ ràng được xác định, phường Lê Lợi là đơn vị thực hiện sáp nhập địa giới hành chính với phường Trần Phú, đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai tuyên truyền sâu rộng nội dung của nghị quyết. Bên cạnh đó, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện theo mốc thời gian, tiến độ được Thành ủy giao. Chúng tôi cũng sẽ là hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ thành phố giao, cũng như là để báo cáo với toàn thể cán bộ và đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường. Thế và cũng là đồng thời đúng là ổn định cái tư tưởng của cán bộ và nhân dân. Đối với phường Trần Nguyên Hãn là đơn vị thực hiện sáp nhập địa giới hành chính vào phường Ngô Quyền, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường cũng đã xây dựng kế hoạch thực hiện theo tiến độ cụ thể, đồng thời tập trung cao thực hiện các nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Dù thời gian còn lại ở đơn vị hành chính cũ không nhiều, song mỗi cán bộ công chức viên chức vẫn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung tháo gỡ các nhiệm vụ khó. Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường sẽ xây dựng cái cụ thể hóa những cái chỉ tiêu để thực hiện nhiệm vụ cụ thể theo kế hoạch của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong đó thì có một số cái nhiệm vụ trọng tâm cấp bách để thực hiện trong cái giai đoạn này, và tập trung để thực hiện cái đánh giá tổng kết nhiệm kỳ sớm cũng như là tổng kết nhiệm vụ của năm 2024, và thực hiện tốt nhất cái công tác bàn giao để chuẩn bị sáp nhập. Sáp nhập địa giới hành chính đánh dấu mốc lịch sử quan trọng để thành phố Bắc Giang bứt phá vươn lên, tạo động lực cho sự phát triển chung của thành phố. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cụ thể, cộng với quyết tâm cao, chỉ đạo thực hiện rõ người, rõ việc, rõ thời gian, nghị quyết 1191 đang được thành phố Bắc Giang triển khai quyết liệt, tạo sự đồng thuận cao để đảm bảo mục tiêu đề ra. Nghị quyết 1191 cũng đã thông qua sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc huyện Hiệp Hòa, huyện Lạng Giang, huyện Lục Nam, huyện Tân Yên, huyện Yên Thế. Trong đó Hiệp Hòa là địa phương có số lượng đơn vị hành chính sắp xếp nhiều nhất tỉnh, với 11 xã thực hiện sáp nhập thành 5 xã. Việc sáp nhập đã nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, chuẩn bị các điều kiện để bộ máy đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Sáp
Xã Hoàng Lương là một trong 11 xã thuộc diện sáp nhập địa giới hành chính. Tỷ lệ lấy ý kiến nhân dân về chủ trương này đạt cao nhất huyện với hơn 99% đồng thuận. Các phương án cho công tác sáp nhập đã được Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo thực hiện với các nhiệm vụ cụ thể theo từng thời gian lộ trình. Để đảm bảo cho công tác sắp xếp cán bộ thuận lợi, hướng tới lợi ích chung, 5 cán bộ của xã đã viết đơn xin nghỉ theo chế độ. Trong đó có Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Xuân Dương. Chúng tôi còn cái thời gian công tác cũng còn khoảng một khóa nữa. Thế chúng tôi cũng rất đồng thuận. Như vậy thì chúng tôi đảm đương xin nghỉ để dễ cho tổ chức, để tổ chức sắp xếp công tác cán bộ. Và hai nữa chúng tôi rất cảm ơn là tỉnh huyện chúng tôi cũng có cái chủ trương khuyến khích cho cán bộ, đặc biệt cán bộ nghỉ theo cái sáp nhập dôi dư. Trong đó diện nó có chúng tôi. Chúng tôi rất đồng thuận, chúng tôi không băn khoăn gì cả. Cùng làm đơn xin nghỉ ở xã Hoàng Lương còn có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trần Kim Lệ. Các đồng chí đều còn thời gian công tác, tuy nhiên hướng tới lợi ích chung, đảm bảo cho công tác sắp xếp cán bộ được thuận lợi, đã làm đơn xin nghỉ. Dù vậy, mọi công việc chuẩn bị cho công tác sắp xếp bàn giao, thực hiện nhiệm vụ vẫn được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Dù có làm một ngày, thì anh em chúng tôi vẫn phải phát huy hết về cái trách nhiệm đối với tổ chức và đối với nhân dân. Để như vậy là hoàn thành, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đến ngày cuối. Là khi được nghỉ, có nhận được quyết định để nghỉ, để như vậy là quyết tâm để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ đảng viên nâng cao nhận thức trách nhiệm, tuyên truyền, tạo được sự thống nhất, đồng thuận cao. Đến thời điểm này, xã Hoàng Lương đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch xây dựng cơ bản đã hoàn thành, không nợ động ngân sách, chuẩn bị tốt các điều kiện cho công tác sáp nhập kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Tại xã Hoàng Lương, huyện Hiệp Hòa, thì tất cả các cái danh mục và các cái tài liệu thuộc từng các lĩnh vực khác nhau thì đã được cán bộ chuyên môn theo cái sự chỉ đạo chung thực hiện và sẵn sàng cho công tác sáp nhập đơn vị hành chính sau khi bàn giao về đơn vị mới. Khi có kế hoạch, chúng tôi đã phải lập kế hoạch tất cả các cái nhiệm vụ thu chi ngay từ đầu năm và tất cả các hồ sơ chứng từ là chúng tôi đều phải chuẩn bị, là nghĩa là cứ tháng nào sẽ phải gọn gàng ngăn nắp của tháng đấy, hồ sơ chứng từ là phải đầy đủ. Cho đến thời điểm này thì tất cả các hồ sơ các thứ là cũng cơ bản là hoàn thiện hết. Theo đề án được thông qua, xã Hoàng An thực hiện sáp nhập với xã Hoàng Vân. Để đảm bảo cho công tác sáp nhập thực hiện hiệu quả, xã Hoàng Vân đang tích cực triển khai các điều kiện về cơ sở vật chất, tài sản, con dấu, tuyên truyền, nhận được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Về cơ sở vật chất thì chúng tôi đã chỉnh sửa một cửa và tất cả các hệ thống phòng ốc nằm để đảm bảo cho khi sáp nhập thì hai xã vào thì cán bộ công chức sẽ vào hoạt động luôn. Tôi thấy sáp nhập Hoàng Vân, Hoàng An thì nay mai kinh tế đường giao thông nông thôn các thứ là mở rộng, là thấy mọi người đều ủng hộ và phấn khởi. Huyện Hiệp Hòa có số xã phải sắp xếp nhiều nhất tỉnh với 11 đơn vị hành chính, sau sắp xếp còn 5 đơn vị hành chính. Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân và đội ngũ cán bộ công chức, Thường trực Huyện ủy tổ chức đợt sinh hoạt chuyên đề trong toàn đảng bộ. Phòng Nội vụ thực hiện tham mưu tổ chức thực hiện nghị quyết 1191 hiệu quả chất lượng. Trong đó, ngoài việc chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, công tác cán bộ và các điều kiện khác được phối hợp tổ chức, đảm bảo đúng mục tiêu đề ra, hướng tới lợi ích chung. Phòng Nội vụ cũng đã phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy để tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và Chủ tịch Ban huyện trong quá trình sắp xếp đối với lại cán bộ, làm sao cho số lượng cán bộ thì đủ theo quy định, số lượng công chức thì sẽ sắp xếp điều chuyển sang các cái đơn vị thiếu, đảm bảo đủ biên chế để các đơn vị có thể làm việc và cũng tránh tình trạng là xáo trộn quá nhiều để cán bộ công chức yên tâm công tác. Sau sáp nhập, tỉnh Bắc Giang không có sự thay đổi về số lượng đơn vị hành chính cấp huyện, vẫn còn 10 đơn vị gồm 7 huyện, 2 thị xã và 1 thành phố, 192 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 143 xã, 35 phường và 14 thị trấn. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 65, phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết 1191. Sở cũng đã chủ động tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành kế hoạch số 65, để trong đó đã cụ thể hóa các cái nhóm nhiệm vụ, đôn đốc các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể của địa phương đơn vị mình để tổ chức thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội và kế hoạch của Ban tỉnh. Chúng tôi đã chủ động cùng với Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với thành phố Bắc Giang, huyện Yên Dũng, huyện Lục Ngạn
để tính toán cái phương án bố trí nhân sự cấp huyện của các đơn vị này sau khi mà thành lập bộ máy mới. Sắp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính là để mở rộng không gian đô thị, tạo đà phát triển mới, đồng thời tạo thêm niềm tin, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các mục tiêu đề ra. Nghị quyết 1191 đang được tỉnh Bắc Giang chỉ đạo quyết liệt, tập trung cao, sẵn sàng cho công tác sáp nhập địa giới hành chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Chuyên mục Chuyện trong tuần của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.